nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Lê Thủy đến với chương trình qua bài ca Những vết xích xe tăng ra trận, sáng tác của Nguyễn Lâm.
tình yêu hay ngôi nhà của anh là chiếc chiến xa đậm đà năm tháng. Xe đã cùng anh xông phá qua mấy mùa lửa đạn đội nắng cao nguyên mưa rừng gió núi gian khổ bên nhau thành bạn chung tình. Lướt từng hạt mưa chiều và cát bụi đường xa. Cái tình đời này là gấm là hoa, anh đã cùng xe diệt bao quả điểm thù phía trước. Để năm tháng tình yêu nở bình yên theo con đường anh xuôi ngược. Đi chiến thắng tấm lòng sẽ sắc quá chiều già. Tầm lặng dẹp yên giặc kia tây nam xe ra.